phát hiện loại cây tử thần chuyên giết chim biến xác thành phân bón. Phần lớn các loài thực vật trên thế giới phụ thuộc vào chim và côn trùng để phát tán hạt. Chúng thu hút các loài thụ phấn bằng cách giải phóng những hợp chất thơm vào trong không khí, tạo ra mật hoa ngọt để chim và côn trùng có thể ăn. Nhưng một loài thực vật trên hòn đảo thiên đường ở Caribbean lại không như vậy. Các hòn đảo ở vùng biển này không chỉ là thiên đường nghỉ dưỡng của du khách, mà còn trở thành các điểm đến của nhiều loài chim, tìm đến nơi cư trú và sinh sản. Tuy nhiên, cũng tại đây xuất hiện loài cây tử thần, chuyên bẫy và giết những con chim non thiếu kinh nghiệm, rồi biến xác của chúng phân hủy thành phân bón. Đó là loài cây Pisona, chúng dụ những con chim nhỏ tới làm tổ ở trên cành. Khi đó, chim non cọ vào những cành cây đầy hạt dính của Pisona, rồi dính vào trong lông chim. Loài cây này tạo ra hạt dài, được bao phủ bằng lớp nhầy, có móc nhỏ dính vào mọi thứ. Hạt mọc thành chùm lớn chằng chịt. Trong đó mỗi chùm có thể mang từ 10 tới 200 hạt. Khi những con chim non nớt bị dính vào thứ chất nhầy cực dính, giống như chiếc bẫy không thể bay hay di chuyển được nữa. Sau đó chúng chỉ có thể trở thành con mồi của những sinh vật ăn thịt khác hoặc nằm chờ chết bên dưới của gốc cây. Xác của chúng bị phân hủy tạo ra nhiều hữu cơ giàu dinh dưỡng cho các hạt giống của cây Pisona nảy mầm và phát triển. Cây Pisona ra hoa 2 lần một năm, theo khoảng thời gian rất trùng hợp với số lượng chim biển bay tới vùng Caribbean. Khi đó, các loài chim tìm tới cây này để làm tổ, nở ra được chim non, nhưng lại nhận kết quả rất bi thảm. Những con chim non bị quấn vào chất nhầy, thậm chí một nắm hạt cũng có thể đè nặng một con chim non, khiến cho chúng rơi xuống và chết đói. Có những con khác lại chết ở trên cây, xác khô của chúng trôi lủng lẳng trên cành, như một đồ trang trí rùng rợn. Giới nghiên cứu cho biết, hành vi gây rợn của loài cây này có tác động tàn phá với quần thể loài chim ở trên đảo. Một nghiên cứu được tiến hành trên quần thể chim biển đảo ở Cochin, cây Pisona đã giết chết 1/4 loài nhạn trắng, 1/10 những con chim vùng nhiệt đới do bị dính bẫy. Sau đó, giới chuyên môn đã tự đặt câu hỏi liệu có bất cứ lợi ích tiến hóa nào mà cây Pisona thu được từ việc giết chết các loài chim hay là không. Một số giả thuyết đặt ra rằng loài cây này được hưởng lợi từ việc tăng nguồn chất dinh dưỡng do xác chim phân hủy. Tuy vậy, nhà sinh thái học đến từ trường đại học Victoria phân tích cho thấy những cây con mọc lên gần xác chim trên đảo Cochin không có bằng chứng thể hiện hạt đang nảy mầm tốt hơn. Ngoài ra, những cây nhận nhiều phân bón từ trứng rụng hoặc phân chim có giá trị lớn hơn nhiều so với xác chim phân hủy. Hiện các nhà bảo tồn trên quần đảo Cochin đang tiến hành thay thế cây Pisona bằng những cây bản địa khác giúp cho quần thể chim được phục hồi. Họ tích cực tìm kiếm những con chim không may dính bẫy, cẩn thận gỡ sạch phần nhựa để có thể giải thoát được cho chúng. Trước đó, trong một bộ phim tài liệu sản xuất mang tên Burlet cũng từng đề cập tới loài cây chết chóc này.